Và nhỡ có ai đó vô tình bắt gặp mình trong cái khoảnh khắc mà cái môi mình nó đang nhợt nhạt như kiểu chết đuối 10 ngày chưa được mắc lên Mình muốn là để cái đối phương của mình cũng phải là người bỏ công, bỏ sức ra để mà giữ gìn cũng như là để cải tiến cái mối quan hệ này Nếu như mà người ta làm cho mình và yêu mình ít hơn, mình yêu bản thân mình thì mình tìm để làm cái gì? Mục đích để làm cái gì? Mình phải tìm được người hơn như thế chứ đúng không? chào các bạn chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này ok trước khi bắt đầu vào video thì cho mình hỏi một câu nho nhỏ nhé các bạn tương tác cho mình tí là các bạn đã từng bao giờ cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà phải quan tâm đến những cái ánh nhìn của người khác và quan tâm quá nhiều đến ý kiến của mọi người xung quanh chưa hay là các bạn đã từng bao giờ cảm thấy rất là lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ và tự hạ thấp bản thân mình khi mà mình lỡ trượt một buổi phỏng vấn xin việc hay là cái công việc của mình nó chưa được thuận lợi hay chưa các bạn đã từng có cái suy nghĩ nghĩ rằng là cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi như thế nào nếu như mà mình không quan tâm đến quá nhiều thứ và cuối cùng là các bạn đã đọc quyển sách The Top of Art of Not Giving a Fuck chưa nếu như mà các bạn chưa đọc quyển đấy thì trên Netflix chúng mình có phim rồi nha Trong cái video này chúng mình sẽ cùng nghe câu chuyện của mình về quá khứ khi mà mình giving too many fuck thì nó sẽ như thế nào Quan tâm quá nhiều thì nó sẽ như thế nào, nó ảnh hưởng đến mình như thế nào Và đến hiện tại thì mình đã giải phóng bản thân, mình tìm lại sự tự tin và mình tìm lại chính mình cân bằng cuộc sống của mình như thế nào Chỉ qua cái việc rằng là không quan tâm quá nhiều Ok? Let's go với những bạn nào mà đã từng theo dõi mình một thời gian trước về đây khá là lâu ấy, thì chắc là các bạn cũng biết mình đã từng bị chê bai, bị cười nhạo, bị mất đi rất là nhiều cơ hội bởi vì là mình xấu. Thì uh, yeah, mình không phủ nhận là cái quá khứ của mình thì trong mình cũng xấu thật. Được như bây giờ là cũng cả một quá trình cố gắng. Cái việc quan tâm về ngoại hình đúng, nó là một cái điều rất tốt, nó có thể giúp cho mình gia tăng cái sự tự tin lên, nó giúp cho mình đẹp lên, nó giúp cho mình nắm bắt được nhiều cơ hội hơn, nó làm cho thật sự là khi mà có ngoại hình thì nó làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn rất là nhiều Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là cái mặt xấu của nó, cái mặt trái của nó thì thật sự quá là mệt mỏi đi Mình đi đổ rác thôi, mình cũng phải tắt cái miếng cushion làm cái miếng son Rồi có cái trend làm đẹp nào mới nào là mình cũng phải nhau đi, mình làm đi cho bằng được Mình phải tập đi cho bằng được, mình thử đi cho bằng được Thế kể cả hợp với không hợp nhưng mà bởi vì nó là trend Thế nên là mình vẫn sẽ phát lên trên cái người của mình cái trend đó Rồi mình luôn luôn ở trong một cái trạng thái đấy chính là cảnh giác cao độ Và luôn luôn để ý cái ánh mắt của người ta nhìn mình như thế nào cái bộ quần áo mình mặc ngày hôm nay người ta có thích hay không người ta nhìn thấy là mình mặc lên có đẹp hay không hay là cái kiểu tóc của mình mới cắt ngày hôm nay về tôi vừa cắt tóc các bác nhá thì nó có phù hợp hay không người ta nhìn thấy mình có xinh hay không có đẹp hay không đi ăn đi chơi mình cũng không được tận hưởng cái trò chơi cái 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 cuộc vui nó được trọn vẹn nữa bởi vì là mình sợ nó làm nhăn cái bộ quần áo mình đang mặc mình sợ là nó làm hỏng cái mái tóc mình đang mặc hay là mình cũng không vui quá nhiều mình không cười quá nhiều bởi vì ra mình sợ cái lớp nền của mình nó bị crack rồi mình sợ cái lớp son môi của mình nó bị trôi và nhỡ có ai đó vô tình bắt gặp mình trong cái khoảnh khắc mà cái môi mình nó đang nhợt nhạt như kiểu chết đuối 10 ngày chưa được móc lên quan tâm đến ngoại hình thì rất là tốt nhưng mà mình thì lại bị rơi vào trong cái trạng thái là quan tâm và để ý quá nhiều thế nên là thật sự nhá rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng luôn ấy lo về ngoại hình mà đến nỗi căng thẳng luôn thế nên là mình sẽ không thể nào hết mình trong mọi thứ được bởi vì mình sợ là nó sẽ phá vỡ cái sự hoàn hảo khi mà mình chuẩn bị ở nhà như thế này cái việc mà quan tâm quá nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái mối quan hệ tình cảm của mình nữa ví dụ trước là khi mà có yêu ai quen ai tìm hiểu ai ấy thì mình luôn luôn tìm cách là để hài lòng đối phương mình mình thấy là người ta không hài lòng mình ở điểm gì thì mình sẽ phải sửa rồi mình luôn luôn tìm cách để giải quyết được những cái vấn đề, giải quyết được những cái nhu cầu của họ mà mình thật sự không 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 tìm cách để đáp ứng cái nhu cầu của mình dần dần lâu ngày khi mà trong một mối quan hệ như thế và mình cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ làm cho mình bị mất đi cái cá tính của bản thân mình, cái chất của bản thân mình và mình sẽ bị uất khi mà cái nhu cầu cảm xúc của mình, cái cái nhu cầu ở trong tình cảm của mình nó không được đáp ứng bởi vì mình luôn luôn đi tìm cách đáp ứng cho người ta rồi không ai đáp ứng cho mình cái cảm xúc của mình nó không được thỏa mãn thì dần dần nó sẽ dẫn đến cái việc là cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào người ta tiếp tục này là khi mà mình đi phỏng vấn xin việc á mình sẽ vô cùng căng thẳng mình vô cùng lo lắng và mình lên trên mạng mình học hỏi mình nhồi nhét tất cả những kiến thức càng nhiều càng tốt càng nhanh càng tốt rồi mình lên trên những cái chỗ mà người ta dạy cách để trả lời phỏng vấn như thế nào cho nó chuyên nghiệp cho nó hay rồi mình học rồi mình nhồi nhét ở trong đầu mình và mình cũng dành quá nhiều thời gian để lo lắng về cái cách là làm sao mà gây ứng tượng tốt cho cái người phỏng vấn mình ý thế nên là mình đã đánh mất cái gọi là cái giá trị cái giá trị thật cái cá tính thật của bản thân mình nó dẫn đến cái việc là cái buổi phỏng vấn ấy nó sẽ không bao giờ trôi chảy được nó không trôi chảy được đơn giản thôi là bởi vì tất cả những cái điều mình nói ra, tất cả những cái kiến thức mà mình nói rồi những cái cái câu trả lời phỏng vấn ấy, nó không phải là của mình, nó có phải từ kiến thức từ kinh nghiệm của mình mà ra đâu? Nó là cái mà mình vay mượn một cách vội vàng đấy chứ các bạn. Có những cái lúc mà mình đi phỏng vấn xin việc, mình thấy là ở cái cuộc phỏng vấn nó rất là trôi chảy, người ta tò mò về mình rất là nhiều và mình cũng có một cái cuộc uh, phỏng vấn nó rất là thuận lợi nữa. Thế nhưng mà tại sao mà người ta không gọi mình đi làm và mình vẫn trượt cái cuộc phỏng vấn đó và mình không được nhận việc? Thì mình lại rơi vào trong cái trạng thái là nghi ngờ bản thân mình liên, liên Tục đặt những câu hỏi là tại sao lại thế tại sao lại như vậy lỗi ở đâu lỗi ở chỗ nào rồi ngay lập tức là mình tự hạ thấp cái giá trị bản thân của mình xuống và cả tâm trạng cảm xúc và cái sự tự tin của mình nó tụt phiêu một phát xuống như này rơi thẳng xuống đáy luôn gần đây nhất thì đấy chính là cái việc mà mình tự ép bản thân mình phải làm tiktok thì như các bạn biết là xu hướng gần đây là vài năm gần đây từ khi covid thì là mọi người đổ xô đi làm tiktok và chúng mình cũng nhìn thấy rất nhiều những người thành công từ việc làm TikTok đúng không? Nó biến YouTube thành một cái nơi mà mình cảm thấy là nó kén khán giả hơn. Thế nên là mình đã dành thời gian, mình uh, nghiên cứu, mình ép bản thân mình phải xem TikTok hàng ngày. Mình hẹn giờ cứ đúng tầm 6 rưỡi là mình sẽ uh, bật TikTok lên để mình xem và đúng cái giờ đấy mình đi làm về ở trên tổ đội ngầm thì mình sẽ xem TikTok. Cũng lên kế hoạch này, mình cũng tìm hiểu này, mình cũng cố gắng là sắp xếp thời gian để làm này. Nhưng mà mình nhận ra rằng là cái thông điệp mà mình muốn gửi đến trong mọi video của mình thì nó không thể nào gói gọn được trong cái thời lượng mà tiktok cho phép nó quá ít và một điểm nữa là cái thời gian của mình nó cũng không cho phép mình lên cái tần suất video mà nó dày đặc như trên tiktok được thế nên là mình bị đấu tranh tư tưởng giữa cái việc là mình cần phải làm và mình muốn làm và mình có thể làm hay không và đó là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi và vô cùng căng thẳng mình cảm thấy là mình bị mất hết cả năng lượng và mình không còn một chút cảm hứng cho bất kỳ một cái việc gì đối với công việc này khi mà mình có một công việc nào đó thì mình sẽ luôn luôn lao đầu và mình làm luôn mình làm ngay mình bị lo lắng là ơ mình có làm được hay không nhỉ hay là rồi cái khả năng của mình nó chỉ được như thế này thôi làm sao mà mình mình làm cho nó được hơn như thế bây giờ thực ra đây là một cái thái độ rất là tốt trong công việc nếu mà chúng mình muốn thăng tiến nhanh và cái hiệu suất công việc của chúng mình cao nhưng mà thật dụ thì nó làm cho mình cảm thấy bị nó bị mệt mỏi là hơi nhẹ nhưng thật ra là bị kiệt sức luôn đấy các bạn thật sự là bị kiệt sức luôn bởi vì khi mà mình quan tâm đến tất cả những cái thứ đấy thì cho dù hết giờ làm mấy chăng nữa đầu mình vẫn cứ nghĩ về cái công việc đó và khi mà mình hoàn thành một công việc nào đó và mình uh, nhận được những cái feedback mà nó không thật sự uh, quá tốt cho lắm thì mình sẽ lại bị hoài nghi về bản thân mình sẽ uh, đàng hoàng hoang mang một cách cực lộ ôi mình làm sai cái gì à tôi chết rồi mình làm không đúng tôi chết rồi mình không có khả năng làm rồi ôi chết rồi mình sẽ bị người ta sa thải hay là mình sẽ bị thế nào bị thế kia thôi bởi vì cái kết quả công việc của mình nó không có tốt nó không hiệu quả và cái này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm trạng của mình làm cho mình chơi cũng không được vui ăn cũng không thấy ngon và mình cảm thấy u uất mình cảm thấy trì trệ cả một ngày nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm trạng của mình và sau rất là nhiều những cái câu chuyện xảy ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái bài học và mình rút ra được một cái điều rằng là tất cả những cái chuyện này á những cái bài học này á mình bị nhận được ý là bởi vì mình quan tâm quá nhiều thôi mình kiểu giving too many fuck thôi các bạn ạ ờ với công việc nhá mình sẽ làm trong khả năng và cái thời gian cho phép nếu như mà công việc nhiều quá và mình thấy khó quá thì mình sẽ mạnh dạn xin bớt công việc hoặc là mình sẽ tìm người cộng tác cùng cùng người làm với mình chứ mình không có ôm đồm hết tất cả mọi thứ rồi mình luôn luôn cố gắng là xây dựng một cái một cái mối quan hệ những cái mối quan hệ để có thể hỗ trợ mình giúp mình đưa ra những cái lời khuyên và cũng như là giúp mình trong công việc để nó được hoàn thành tốt hơn và mình cũng không bao giờ cố để làm mọi thứ trở nên hoàn hảo bởi vì hoàn hảo với mình không có nghĩa là hoàn hảo đối với người khác. Chắc chắn là như thế luôn kiểu gì người ta cũng sẽ bới móc ra được một hai cái điểm không tốt để cho chúng mình phải sửa lại cho bằng được thì thôi. Thế nên là mình không cố gắng để hoàn hảo và tiếp theo thì là mình luôn đặt danh giới một cách rõ ràng, nghỉ là nghỉ, chơi là chơi, ngày nghỉ là ngày nghỉ hết công việc, hết giờ làm, đóng laptop không ai liên lạc được với mình nữa. Và nếu như mà ai nói với mình rằng là nếu như mà sống như thế, làm việc như thế thì làm sao mà thăng tiến được, làm sao mà có thể phát triển được. Đồng ý luôn. Mình chấp nhận mình không tăng tiến, mình chấp nhận mình không phát triển được luôn. Mình có thể chậm hơn người ta, người ta mất 1 2 năm thì mình chấp nhận 10 năm. Mình không vấn đề gì cả bởi vì với mình nhá. Cuộc đời ấy, nó không chỉ cắm đầu cắm cổ đi làm mà mình cần phải có thời gian để xả stress, mình cần có thời gian để đi chơi, mình cần có thời gian để giao lưu bạn bè để mình có một cái thời gian và một cái năng lượng của riêng mình, me time để mình nhìn ngắm cái cuộc đời này nó ra làm sao chứ mình không thể cắm đầu cắm cổ để đi làm và mình kiếm một cái title, một cái status hay là một cái danh vọng gì đó trong cái công việc. Mình không có cái ý định cao siêu và không có cái tham vọng rộng lớn như vậy Vậy nên là với mình cái việc mà có một cái title trong xã hội thì nó chỉ là một cái optional thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Quan trọng là mình tận hưởng cái cuộc sống này của mình như thế nào Đấy là cái cách sống của mình hiện tại và mình cũng không quan tâm quá nhiều đến công việc làm được cái làm làm cái thôi. Kiểu thế đó các bác. Rồi tiếp đến cái phương diện gọi là tình cảm, tình yêu, bạn bè đi, cũng như thế thôi nhá. Mình không quan tâm là cái đối phương của mình đi đâu làm gì với ai kệ nó, nó thích đi đâu làm gì với ai kệ nó mà thích cho thích đi luôn cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình luôn luôn đặt cái cảm xúc của mình, cái nhu cầu của mình lên trên top of everything, kiểu như là luôn luôn ở trên đầu. Khi mà mình ở trong một cái mối quan hệ nó mà lâu lâu rồi nó thành một cái routine kiểu ngày nào cũng thế tuần nào cũng thế tháng nào cũng thế đi hẹn hò cũng như thế này mãi mãi cho nó cũng nó cũng chán ấy thì mình không bao giờ mình không bao giờ mình ngần ngại cái việc rằng là mình nói thẳng với đối phương rằng là tao cảm thấy cái mối quan hệ của chúng mình bây giờ nó đang hơi bị nhàm chán mình sẽ nói thẳng ra luôn mình cần cái gì mình muốn được đáp ứng cái gì trong cái mối quan hệ này mình muốn là để cái đối phương của mình cũng phải là người bỏ công bỏ sức ra để mà giữ gìn cũng như là để cải tiến cái mối quan hệ này chứ không phải để một mình, mình làm không phải là bởi vì mình cảm thấy chán, mình cảm thấy buồn rồi thì mình phải tự cứu. Rồi lâu lâu thì mình cũng sẽ hỏi đối phương về feedback về mình như thế nào rồi mình cũng sẽ xem xét rằng là có cái cái điểm gì đó mà mình có thể cảm thấy hợp lý và mình có thể sửa hay không. Chứ là mình sẽ không bao giờ có cái kiểu như là nhìn sắc mặt của đối phương và mình đoán xem là người ta có hài lòng hay không hài lòng với mình nhá. Không bao giờ có chuyện như thế, không bao giờ không cần phải tự mình đa tình, không cần phải over overthinking quá nhiều. Có gì cần hỏi, hỏi thẳng luôn, đặc biệt là cũng không bao giờ tự mang dây buộc mình nha các bạn. Với mình nhá. Thì mình quan niệm rằng là ấy uh, khi mà tìm một người bắt nở một người yêu ấy chẳng hạn thì mình sẽ tìm cái người mà có khả năng yêu mình và làm cho mình ít nhất là như bản thân mình làm cho mình nếu như mà người ta làm cho mình và yêu mình ít hơn mình yêu bản thân mình thì mình tìm để làm cái gì mục đích để làm cái gì mình phải tìm được người hơn như thế chứ đúng không ừ. Trường hợp tiếp theo này chính là khi mà mình đi xin việc ấy và mình phỏng vấn mà mình không được nhận việc ấy thì mình luôn luôn suy nghĩ như này này, mỗi một lần phỏng vấn trượt là thêm một lần kinh nghiệm và mình cũng dừng luôn cái việc học vẹt tất cả những cái câu trả lời phỏng vấn ở trên mạng người ta dạy đi. Mình cũng không cố gắng để tỏ ra thật là hiểu biết sử dụng những cái từ ngữ nó thật là chuyên môn chuyên ngành để gây ấn tượng đối với người ta cũng như là mình cũng không nói dối một cách vô cùng nghiêm túc về cái kinh nghiệm về cái cái cái, cái kiến thức của mình mà mình sẽ là kiểu như này, cái gì mình biết thì mình sẽ trả lời. Cái gì mà mình không biết thì mình sẽ trả lời trong cái vụ trong cái phần mà mình biết rồi sau đó thì mình luôn luôn đi kèm theo cái câu ấy chính là nếu mà không biết thì mình sẵn sàng có thể học hỏi. Rồi trong cái quá trình phỏng vấn ấy thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm ấy chính là những cái vấn đề nào mà người ta quan tâm nhất cho một cái ứng viên ấy thì mình sẽ dựa vào cái đó và mình sửa lại cái CV của mình cho những cái lần sau. Rồi nếu mà rảnh ấy thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái vấn đề mà người ta hỏi mình đến lần trước mà mình không trả lời được nó như thế nào và mình có thể học hỏi thêm về vấn đề đó. Nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy là cái cuộc phỏng vấn đấy nó rất là trôi chảy, nó rất là tốt rồi nhưng mà mình vẫn không được nhận việc thì mình sẽ gộp nó vào cái tình trạng như thế là ôi chúng mình không thuộc về nhau ôi chúng mình không thuộc về nhau có thể là cái phong cách của mình có thể là cái lối sống của mình nó không phù hợp với cái, cái văn hóa của công ty hay là cái cái những cái điều mà mình biết nó không phải là cái công ty tìm kiếm có thể là rất nhiều những cái lý do khác nhưng mà các bạn nên hiểu như này này là phỏng vấn một lần mà đỗ luôn không có nghĩa là các bạn giỏi mà phỏng vấn 10 lần các bạn trượt cũng không có nghĩa là các bạn ngu không hề căn bản nó chỉ khác nhau ở một chỗ đấy chính là không thuộc về nhau và nó không phù hợp mà thôi thế nên là mình ngừng luôn cái việc suy nghĩ là Ôi tại sao lại thế tại sao lại như vậy không phải dằn vặt bản thân là mình có làm sai chỗ nào hay không tại sao người ta thế này người ta ngứa kia không dừng dừng ngay hết tất cả những suy nghĩ đấy nhá không thuộc về nhau là không thuộc về nhau không phải cố không phải hỏi không phải tìm lý do lý do vì sao để làm cái gì nhá thay vào đó thì rảnh thì anh ngồi nghiên cứu học thêm những cái gì đó mới hay ho để mình là người thay đổi môi trường chứ không phải mình cố để hòa nhập vào cái môi trường ok mặc cái áo này xong rồi gái cái mic vào đây nó cứ bị tụt cứ <laughs> tới tận rốn mà <laughs> rồi đến cái việc cuối cùng mà mình quan tâm rất là nhiều đấy chính là cái việc mà ép bản thân mình làm tiktok hay là youtube các kiểu đó thì yeah, mình có nghĩ lại rằng là ban đầu khi mà mình làm youtube ấy là bởi vì là mình thích mình thích được nói chuyện mình thích được uh, chia sẻ làm nhảm một mình như thế này và mình cũng thích được uh, kiểu như là tìm một chỗ để cho mình update những cái hình ảnh của bản thân mình thôi và những cái mà mình mình nghĩ là hay ho để mình chia sẻ thôi và khi mà mình có một chút số má Khi ừ. tự dưng mình lại ham hố mình lại ham hố mình muốn là Ờ số má thì phải to hơn to dần to dần rồi mình kiếm được nhiều tiền nhiều tiền dần hơn thế nên là mình bị xoay vào trong một cái cuồng như thế này là người ta làm là mình cũng phải làm xin nói nói hơi to tự dưng hơi giật mình đúng không ạ ừ, đấy người ta là người ta người ta làm là mình cũng phải làm đồng ý là nếu như mà mình làm thì mình có cơ hội để đẩy cái cái số má của mình lên một tí và mình có thể kiếm được tiền nhưng mà mình nói thật với các bạn cái này nói thì có vẻ là hơi uh, nó gọi là cái gì hơi tự kiêu một tí nhưng mà kiếm tiền á, mình nói thật là mình có nhiều cách để kiếm tiền và mình có rất nhiều những cái thứ mà mình thích để có thể kiếm ra tiền chứ không chỉ đơn giản là phải ép mình vào một cái khuôn mà mình vốn đã không thích khi mà mình vẫn có cơ hội trong những cái công việc khác để mình kiếm ra tiền thì tại sao mà mình lại phải ép bản thân mình làm cái việc mà mình không thích là mình mất đi cái sự tự do mất đi cái sự cảm hứng của mình trong những cái công việc khác để làm gì nó làm cho mình căng thẳng hơn để làm cái gì thế nên là mình ngừng mình ngừng mình không cố gắng để xem nữa mình cũng không thích để xem ấy là mình ngừng luôn cái việc là cố gắng để xem cố gắng để hiểu các bạn bây giờ thích xem tiktok thì mình cũng chẳng có vấn đề gì với cái việc đấy cả các bạn thích xem đâu thì xem thôi thực ra thì tiktok cũng mình nghĩ là cũng có nhiều cái hay thì nhiều người mới xem như vậy đúng không thế nhưng mà mình không có ý phản đối hay là chống đối gì đâu nhá chẳng qua là mình thấy là nó không phù hợp với mình mà thôi thì mình dừng luôn cái việc tại đây mình không nói mình sẽ không nói trước rằng là tương lai mình có làm hay không hay là mình sẽ mãi mãi như thế này hay là như thế nào trong nữa mình không nói trước được Thế nên là mình chấp nhận mình dừng luôn cái kế hoạch làm tiktok của mình và mình chỉ tập trung vào cái mà mình thích làm thôi đấy chính là làm video youtube như thế này thì ok đồng ý là cái view của nó sẽ không được như ngày xưa uh, khán giả thì sẽ kén khán giả hơn nhưng mà nó có một cái ý nghĩa khác nó làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình nói chuyện như thế này khi mà mình làm cái công tác nó gọi là sáng tạo nghe hơi oai công tác sáng tạo nhưng mà đại ý là nó làm cho mình thoải mái hơn và cái điều mà mình chia sẻ thì nó sẽ được đầy đủ hơn nó đúng với cái ý của mình hơn chỉ cần đúng ý mình thôi là mình đã thoải mái rồi và cái số lượng người xem video của mình tuy không nhiều nhưng mà đã xem thì là sẽ được tiếp xúc với cái quan điểm của mình nó một cách sâu sắc và chi tiết hơn chứ nó không chỉ là một cái bề mặt như là một cái tựa của quyển sách nữa thì mình thấy cái điều đấy nó làm cho mình thoải mái hơn mình vui hơn mình tự do hơn cũng như là mình có cảm hứng để mình làm hơn thật ra là mình cũng có rất là nhiều bạn bè của mình á thì cũng có góp ý nói rằng là ờ ừ, mình đã làm được cái này như thế rồi thì tức là mình đã có một cái bước khởi đầu tốt để mà chuyển sang một cái platform khác thì tại sao mà mình không làm bởi vì có rất là nhiều người thành công ở trên cái nền tảng đó và người ta làm livestream người ta có thể vài tỷ một ngày vài chục tỷ một ngày ờ, thì tại sao mình không làm nhưng mà nói thật là mình cũng không quan tâm cho lắm ý. kiểu ai làm được thì người ta cứ làm ý. đấy là cái lọc cái vía người ta làm được thì người ta cứ làm thôi còn không phải là bởi vì mình thấy người ta làm được mình cũng phải ham hố mình nhau đi mình làm trong khi là mình cũng không thật sự thoải mái lắm hay là mình thích lắm khi mà làm cái việc đó và mình nghĩ là nếu như vậy để kiếm tiền ấy, thì mình có nhiều cách khác để mình kiếm tiền hơn miễn là mình cảm thấy thoải mái là được cái việc mà bớt quan tâm đi những cái thứ không cần thiết ý là mình đã nhận ra từ rất là lâu rồi nhưng mà nói thật là đây là một việc cực kỳ khó để mà có thể làm được bởi vì sẽ không bao giờ có thể nói là dễ dàng để mà gạt bỏ được cái sự cố chấp của loài người đó các bạn ạ loài người là một cái sinh vật nó vô cùng cố chấp đã quan tâm rồi là phải quan tâm nên là để mà bảo gạt bỏ đi cái sự quan tâm quá nhiều thì nó thật sự là quá khó và mình cũng không có ý định là suối các bạn là ôi sống thờ ơ đi hay là lờ lờ lơ mọi thứ đi Không, mình không bảo các bạn là một người sống vô tâm Sống không cảm xúc, sống một cách thờ ơ như thế Mà ý mình ở đây rằng là các bạn hãy lựa chọn Những cái gì đúng để mà các bạn quan tâm Cái gì làm được thì hãy quan tâm Mà những cái gì mà không làm thì thôi thì dũng cảm mà bỏ qua Dũng cảm mà bỏ qua đi Có nhiều thứ để làm mà Thật sự có rất nhiều thứ để làm, có nhiều thứ để các bạn quan tâm hơn Cộng thêm cái cảm xúc của mình nữa Khi mà cảm xúc của chúng mình nó được Nó được um, tràn đầy năng lượng và cảm hứng ấy thì mình thấy là cái việc mà các bạn làm được cái thứ mà các bạn đặt ra ấy, thì nó sẽ không phải là quá khó Ok, cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi đến hết video này Đừng quên là hãy để ở dưới comment cho mình xem những cái trải nghiệm, những câu chuyện của các bạn như thế nào nhé Biết đâu là chúng mình sẽ tìm được ý tưởng cho những cái video tiếp theo nhớ những câu chuyện của các bạn Rồi và cuối cùng thì hãy nhớ ấn like cho video và kênh của mình Nói chung mình cạnh những thông báo mỗi khi ra tôi mới và Insta để follow nhé Xin chào và các bạn trong những video tiếp theo Bye bye